Chào mừng các con đến với tiết kỹ thuật ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học bài 8, cắt khâu theo sản phẩm tự chọn. Ở bài kỹ thuật ngày hôm nay, các con sẽ biết sử dụng một số vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu để tạo sản phẩm đơn giản. Chúng ta sẽ vận dụng 2 đến 3 kỹ thuật cắt, khâu, thêu đã học. Và sau tiết học này, các con sẽ được rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận khi cắt, khâu, thêu. Các con cần chuẩn bị vải khâu, kim thêu chỉ khâu, chỉ thêu, kéo, thước kẻ, bút chì. Chúng ta cùng ôn lại quy trình thực hiện các mũi khâu. Đầu tiên là mũi khâu thường. Bước 1, các con sẽ vạch dấu đường khâu. Bước 2, các con sẽ khâu các mũi khâu thường theo đường vạch dấu. Các con lưu ý chúng ta sẽ thực hiện khâu từ phải sang trái. Lên kim ở điểm 1, cách mép vải 1 cm. Để thực hiện các mũi khâu đầu, các con nhớ là chúng ta sẽ xuống kim ở điểm 2, lên kim điểm 3, xuống kim điểm 4 và lên điểm 5. Các con cần phải lưu ý là chúng ta sẽ rút kim, kéo sợi chỉ, vuốt mũi khâu cho đường chỉ được thẳng. Chúng ta cứ tiếp tục thực hiện như vậy cho đến cuối đường khâu. Để kết thúc đường khâu, các con sẽ xuống kim ở mặt trái và thực hiện gút chỉ. Ở mũi khâu đột thưa, các con cũng thực hiện theo quy trình. Bước 1 sẽ vạch dấu đường khâu. Bước 2 sẽ khâu đột thưa theo dấu mình đã vạch. Để bắt đầu khâu, chúng ta sẽ lên kim tại điểm 2. Thực hiện mũi thứ nhất, chúng ta sẽ lùi lại, xuống kim ở điểm 1, lên kim tại điểm 4. Sau đó sẽ rút chỉ lên được mũi khâu thứ nhất. Thực hiện mũi khâu thứ hai, các con sẽ lùi lại, xuống kim tại điểm 3 và lên kim tại điểm 6. Rút chỉ lên để được mũi khâu thứ hai. Các mũi khâu tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện giống như cách khâu mũi thứ nhất và mũi thứ hai, theo nguyên tắc tiến 3, lùi 1 và thực hiện kết thúc đường khâu. Đối với mũi thêu móc xích, chúng ta thực hiện theo quy trình. Bước 1, vạch dấu đường thêu. Bước 2, thêu móc xích theo đường đã vạch dấu. Để thực hiện mũi thêu móc xích, các con lưu ý chúng ta sẽ thêu từ phải sang trái. Mỗi mũi thêu được bắt đầu bằng cách tạo thành vòng chỉ qua đường dấu. Chúng ta có thể dùng ngón cái của tay trái để giữ vòng chỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ xuống kim tại điểm phía trong và ngay sát đầu mũi thêu trước.
Cuối cùng, lên kim tại điểm kế tiếp, cách vị trí xuống kim một mũi và mũi kim ở trên vòng chỉ. Sau đó các con sẽ rút kim, kéo chỉ lên được mũi thêu móc xích. Các con cần lưu ý là chúng ta lên kim, xuống kim đúng vào các điểm trên đường vạch dấu. Không được rút chỉ quá chặt hoặc là quá lỏng. Để kết thúc đường thêu móc xích bằng cách đưa mũi kim ra ngoài mũi thêu để xuống kim chặt vòng chỉ. Chúng ta sẽ rút kim, kéo chỉ và lật mặt sau của vải. Cuối cùng là luồn kim qua mũi thêu cuối để tạo vòng chỉ và luồn kim qua vòng chỉ để nút chỉ giống như kết thúc đường khâu đột. Các con có thể sử dụng thêm khung thêu để cho nó được phẳng. Các con đã được ôn lại các mũi khâu chúng ta đã học. Và để thực hiện được cái sản phẩm tự chọn thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện theo quy trình như sau. Bước 1, các con sẽ vạch dấu sản phẩm trên vải. Bước 2, cắt vải theo đường vạch dấu. Bước 3 là sẽ vẽ mẫu trang trí sản phẩm nếu như các con muốn trang trí. Bước 4, các con sẽ thêu trang trí bằng mũi khâu, mũi thêu mà mình đã học. Bước 5, sẽ khâu thành phẩm bằng những mũi khâu mình đã chọn. Đây là một số sản phẩm cắt khâu thêu khăn tay. Chúng ta có thể thực hành để cắt khâu thêu túi rút, đựng bút hoặc là đựng đồ vật. Ngoài ra các con còn có thể cắt khâu thêu váy cho búp bê một số kiểu đơn giản. Sau tiết học này thì tùy vào khả năng và ý thích, các con có thể cắt khâu thêu những sản phẩm đơn giản để phục vụ cho bản thân mình cũng như là những món quà dành cho người thân của mình nhé. Cô chào các con.